Sau đây là một phút một cách mặt mình để ghi nhớ đến công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc được sức cao hơn phước mặt mình để nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu mọi sự thực dụng và để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong một cuộc chiến mới. Các chiến sĩ đã gửi thương xót lại góc núi ven đường và chúng ta kém may mắn trên đường tiền đã gửi hướng lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu.
sau đây là một phút mặc niệm. Hãy
mời cô chú chụp tấm hình chung với anh Thư và